chúng ta hãy cùng tìm hiểu một số từ vựng và những phần minh họa liên quan đến Halloween các bạn nhé. Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với Grammar for Fun, học ngữ pháp cho vui bài số 8. Xin chào tất cả các em, cô là cô Lê và đây là thầy Trevor đến từ newwayenglish.tv. Hôm nay trong bài thi nói V-Step mẫu này, thầy cô sẽ làm mẫu cả 3 phần. Phần 1 là tương tác xã hội, phần 2 là thảo luận giải pháp và phần 3 là phát triển chủ đề. Roll the intro.